Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện Đêm Muộn trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Các bạn vừa xem một đoạn clip rất là đẹp và dễ thương đúng không? Trên đấy có một nhân vật mà đang ngồi trước mặt tôi đây và tôi hy vọng các bạn cũng nhận ra. Đấy là diễn viên và cũng là một MC, Cathy Uyên. Chào anh Lê Hoàng và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Chuyện Đêm Muộn. Đấy. Không biết tại sao, dạ không biết khán giả đang thức khuya như thế nào, nhưng mà hy vọng là trò chuyện hôm nay sẽ thú vị và bắt buộc khán giả phải thức khuya hơn. Chắc là nghe giọng của Cathy Uyên thì các bạn cũng thấy là nó hơi là lạ đúng không? Bởi vì đây là một người mà Việt Nam nhưng mà sống nhiều năm ở nước ngoài, cụ thể là ở Mỹ. Tất cả những người ở Mỹ về mà từ bé họ không nói tiếng Việt, khi họ nói thì họ sẽ có một cái giọng nó hơi đặc biệt mà những người Việt Nam chúng ta sẽ nhận ra thôi. Và cũng chính vì là Uyên là một người ở nước ngoài về nên chủ đề của tối nay của chúng ta sẽ là một cái người con gái trẻ đẹp từ nước ngoài trở về Việt Nam lập nghiệp sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn gì. Chắc các bạn cũng đã xem nhiều cái chương trình chúng tôi nói về những cái người con trai hoặc những con gái từ nông thôn lên thành thị và họ đã phải phấn đấu ra sao. Thì những cái người con gái và người con trai lại từ nước ngoài về Việt Nam lại cũng phải có một cái hành trình, cũng phải có một quá trình thích nghi. Và đôi khi cũng gay go và phức tạp, sôi động không kém gì. Xin hỏi Cathy Uyên, đầu tiên là Cathy đã về Việt Nam được bao nhiêu năm rồi và cái động cơ nào mà khiến Cathy trở về vậy? Cảm ơn anh Lê Hoàng. Và Cathy đã trở về Việt Nam trong 2009. 6 năm. Đúng rồi, là 6 năm rồi. Lúc đó là lần đầu tiên Cathy về là để tham dự cái phim Chuyện Tình Xa Xứ. Và lần đầu tiên là trong 2008 mới về Việt Nam và quay cùng với ekip Việt Nam ở đây và mới gặp gỡ nhiều người trong nghề showbiz ở đây. Rồi nói chung là cũng lúc đó thì cũng thấy là điện ảnh Việt Nam cũng có nhiều cái thú vị trước đó mình chưa có biết. Và Cathy sau cái cơ hội đó thì khi mà phim nó ra mắt công chúng thì Cathy cũng thấy giống như là cũng có được những người đón và ủng hộ. Và sau đó thì Cathy quyết định để ở lại để thử thách, để thử như thế nào, thử cái nghề showbiz của mình như thế nào trong điện ảnh Việt Nam. Và sau đó thì để máy tính và sau đó một chuyện nó cứ kéo dài, giống như là Cathy không có cái kế hoạch để trở về Việt Nam, nhưng mà có thể là mọi thứ là một cái duyên và nó lôi cuốn Cathy càng ngày càng ở lại. Và đến bây giờ thì Cathy có quyết định ở lại luôn không hay còn tùy? Có thể là vẫn đang từng bước, nhưng mà Cathy biết là trong ít nhất là trong vài năm nữa thì chắc chắn thì Cathy sẽ ở đây. Cathy thấy là điện ảnh Việt Nam mình cũng đang phát triển và Cathy cũng tự hào mình cũng đóng một phần nào đó trong cái sự phát triển của điện ảnh. Người ta cứ hay nói là tất nhiên là ở nước ngoài về Việt Nam thì có thể nhiều khó khăn, nhưng đầu tiên bây giờ hãy nói về thuận lợi đi. Cathy thấy cái không khí làm nghệ thuật rồi cái gọi là cái tình nghệ sĩ rồi mọi thứ ở đây như thế nào, chắc nó phải có gì đó, nói thật ra nó cũng phải có cái gì đó ưu điểm hơn bên Hollywood thì Cathy mới quyết định về chứ, đúng không? Đúng không? Cathy thấy là thì Cathy rất là mê về diễn xuất nè, phải không? Về nhân vật, về nghiên cứu sâu về những nhân vật rất là thú vị. Và những cái vai trước đây mà Cathy tham gia trong những phim ở Việt Nam đây là toàn là những vai phụ nữ Cathy rất là yêu và thích cái cơ hội đó. Và mới đây thì sau khi Mua Giày Gót Nhọn là Cathy cũng được được là một người viết cốt truyện và nhà sản xuất, nên khi mà mình đóng góp nó nhiều như vậy cho một cái phim không chỉ là diễn viên thì mình thấy nó xứng đáng hơn. Và trong tương lai Cathy muốn tiếp tục để Cathy cũng có nhiều cái sáng tạo, những cái ý tưởng cho những cái nhân vật phụ nữ trong tương lai mà Cathy cũng muốn kể trong cốt truyện và đồng thời cũng muốn là diễn nữa. Nên khi mà được cái cơ hội như vậy thì tại sao Cathy không muốn ở lại để khám phá cái đó thêm? Nghĩa là thế này Cathy, cái điện ảnh Việt Nam rất là non trẻ, rất là mới và nói thật ra cũng còn rất là thiếu thốn, nhưng mà nó lại có một cái sự đón nhận và sự gọi là
sự gọi là sự tiếp thu á, rất là nhanh và đồng thời là nó cởi mở, có đúng không Cathy? Đúng rồi, giống như là bây giờ Cathy nghĩ là Cathy thấy là những cái idea, tại vì bây giờ cái thị trường nó vẫn còn non, còn nhỏ, thì nó có nhiều cơ hội mình có thể kể những cái cốt truyện rất là khác nhau, mình có thể kể những cái loại thể loại phim hay là cái thể loại phụ nữ á, nhân vật loại phụ nữ á, khác nhau, như là ví dụ như là cái phim mới đây là Bộ Ba Rắc Rối, thì cái phim đó là nó kể về ba phụ nữ á. Nói chung là lần đầu tiên mà Cathy thấy á, là phụ nữ mình có quyền để quậy và quậy và vui và có những cái tình huống nó rất là hào hức. Trước đây á, là Cathy không thấy nhiều trong vai của phụ nữ trước đây, thì trước đây có thể là đa số phụ nữ thì dịu dàng hơn, ngoan rồi dễ thương và đẹp rồi, còn trong cái phim này thì có thể là phụ nữ được quyền để hơi bùng nổ và quậy lên, thì Cathy thấy nó cũng vui, tại vì phụ nữ bây giờ mình cũng độc lập, mình cũng hiện đại và mình cũng có những cái cốt truyện và những cái phiêu lưu mình muốn kể ra trong nghĩa gia đình. Cathy có thấy là cái khoảng cách giữa người phụ nữ Việt Nam hiện đại trong nước với lại người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài về có vẻ là ngày càng ngắn lại không? Nó phụ nữ cái Cathy thấy là cái sự quyền lực phải không? Giữa phụ nữ ở nước ngoài với so sánh với phụ nữ ở trong nước Việt Nam thì hai cái cùng mạnh nhưng mà nó mạnh cùng cách khác nhau. Thế hả? Ví dụ ở bên Mỹ thì có thể nói là phụ nữ thì mạnh bằng cách ý kiến và chia sẻ và có suy nghĩ gì mình nói liền, và không có sợ gì để khiêm nhường gì lại, giữ trong bụng gì hết á. Còn phụ nữ Việt Nam có thể là sẽ có cái ý kiến nhưng mà sẽ biết cách để nói nó nhẹ nhàng nhưng mà một cái cách mà có thể là nó hiệu quả hơn, hay là nó làm cho đàn ông muốn là hỗ trợ phụ nữ mình. Và Cathy đang thiên về phía nào hơn? Bây giờ thì Cathy học đủ thoại thì Cathy thấy mình có quyền lực hơn, vì mình có thể mình lúc thì thế này lúc thế khác. Mình có thể là ok theo cái tình huống mình có thể là điều khiển nó, nhưng mà trong cái lúc này thì mình thấy nó hợp lý hơn. Thì mới đầu Cathy về Việt Nam á, Cathy cái gì cũng nói liền, cái gì cũng nói thật, cái gì cũng nói ra. Rồi đôi khi cũng gặp những cái hiểu lầm, cũng gặp những cái người mà ta nghĩ Cathy thôi, cái cô này cô hơi rõ ràng quá vậy ta, cô cái gì nói là cô nghĩ gì cô nói vậy à. Nhưng mà đôi khi Cathy phải biết cách là ok ở đây thì phong cách như vậy thì mình phải đôi khi mình phải thích nghi với cách ở đây. Xin hỏi một cái câu rất là vui. Okay. Cathy thấy đàn ông Việt Nam thế nào? Cathy thấy đàn ông Việt Nam thì nó khá hơn đàn ông nước ngoài. Yes. Thì ví dụ đàn ông ở nước ngoài thì sẽ nhắn tin mình. Ví dụ là anh nhớ em hay là anh nghĩ đến em. Còn đàn ông Việt Nam sẽ nhắn tin là sáng nay em ăn chưa? Em có ăn chưa? Em có mọi thứ giống như là có thể là ở Mỹ thì ta nói nó nói chính xác hơn. Em như anh nhớ em, anh yêu em. Còn Việt Nam là mọi thứ có ok cho em không? Em sáng nay em ăn uống chưa? Em nhớ ăn uống em ngủ. Chúc em một ngày tốt lành. Đúng không? Đúng. Giống như là cái tình yêu họ thể hiện qua một cái lối khác. Đúng rồi. Cả hai cách thì cũng chia sẻ cái chăm sóc cho mình. Còn đàn ông Việt Nam thì có thể là hơi chăm sóc hơn. Ví dụ còn đàn ông Việt Nam thì có thể là thể hiện cái tình thương của mình bằng cái những cái phục vụ á, những cái và những cái những gì mình thể hiện. Còn người Mỹ có thể đôi khi á ta thể hiện bằng cách nói á, nó chia sẻ rõ ràng cái suy nghĩ của mình, và có thể là về tình cảm, giống như là nó
nó thể hiện bên ngoài á, cũng như là sẽ hung hay là cầm tay hay là ví dụ giống như là như vậy á, còn Việt Nam thì hơi ok khiêm nhường lại. Nhưng mà Cathy thấy một cái cô gái hiện đại như Cathy về Việt Nam có được nâng niu, có được quý giá hơn ở bên Mỹ không? Hoàng có cảm giác ấy đấy nhá. Tùy theo. Thế à? Cathy cũng gặp những đàn ông Việt Nam mà mới đầu á, thấy Cathy là một cô gái Việt kiều, thấy nó lạ, thấy nó giống như là một cái gì, nó như là một cái thử thách vậy đó, đúng không? Tại vì đàn ông Việt Nam thì biết cách để quyến rũ một phụ nữ Việt Nam, nhưng mà về cô gái Việt kiều thì có thể là ô nó hơi mới, đúng không? Giống như là mình thử cái này, cô ta hơi mạnh mẽ hơn, hoặc cô ta cũng rất là rõ ràng. Và đôi khi khi mà người có thể là ví dụ như ở Việt Nam á, không thì không, ở Mỹ thì không thì không, có thì có, còn Việt Nam thì đôi khi á, không thì vẫn phải thôi đi em, giống như là mình có thể là tìm cách để khuyết, giống như là thu hút cổ vậy, giống như là mới đầu cổ từ chối mình thì ok mình cố gắng mình ga lăng thêm thì mình có thể là đổi cái suy nghĩ của cổ. Còn em thì khi mà em nói không là em không, em không nói bụng, em không nói bụng thôi, đừng có mua em đồ ăn, em không có ăn đâu. Nhưng mà đôi khi người Việt Nam thì mình lễ phép, mình không muốn làm phiền thì mình mới lễ phép mình nói không. Thì đôi khi đàn ông Việt Nam nó hơi bối rối, không biết cách để nhưng mà chính cái thế nào. Nhưng mà cái nét bối rối đấy nó có hay chứ, nó có những cái hay. Đàn ông thì thích vậy, đàn ông thì thích phải như là càng khó thì càng một cái thử thách, nó làm cho mình cố gắng thêm, đa số vậy đó. Đứng về một mặt chăm sóc ấy, coi chừng đàn ông Việt Nam chăm sóc hơn đấy nha. Đó, đàn ông Việt Nam cũng có cái sự giống như là muốn bảo vọng mà hy sinh cho nguyên cái gia đình mình, giống như là đàn ông Việt Nam muốn là người sẽ làm ra tiền để nuôi nguyên gia đình mình, và không muốn phụ nữ phải như là gặp khó khăn. Còn đàn ông Mỹ thì thôi mình cái này là ai cũng có quyền để làm việc để cho đem tiền cho gia đình, nên mình phải như là chia công việc để cho, nhưng mà chia công việc vậy thì đôi khi là đàn ông Mỹ thì sẽ đối xử với mình một cái cân bằng hơn, ví dụ sẽ cũng tôn trọng mình hơn, tại vì hai người chia cái nhiệm vụ để lo lắng cho gia đình. Còn đàn ông Việt Nam thì có lẽ có lúc thì đàn ông Việt Nam hơi căng thẳng vì tất cả nằm trên cái vai của đàn ông Việt Nam, nên đôi khi mình cái áp lực á, nó nặng hơn, đúng không? Đúng, có lẽ là một người đàn ông Việt Nam thì thật ra vất vả hơn. Dạ, và em cũng thấy là đôi khi đàn ông Việt Nam giống như là có cái khó khăn hay là cái lo sợ là giống như là không muốn chia sẻ với phụ nữ mình, tại vì không muốn phụ nữ mình phải đúng lo rồi, lắng. Đúng rồi. Bởi vì đàn ông Việt Nam có, thứ nhất là đúng là có cái thói quen là tự lo này, thứ hai là bao bọc này, và thứ ba là có cái chuyện gì không muốn nói. Bởi vì nói thì hoặc là nghĩ rằng người vợ không giải quyết được, hai là nghĩ rằng là nói ra thì mình đâm bị tầm thường, mình bị thấp đi. Đúng rồi. Đúng không? Thì hồi đó Cathy cũng gặp những cái vấn đề đó. Nhưng mà là Cathy thì thấy là ủa tại sao anh không có chia sẻ với em? Rồi đó, đàn ông Việt họ không muốn chia sẻ, Còn em là người Việt kiều, em nói là trời ơi, anh không có chia sẻ với em nghĩa là anh không thương em. Đúng rồi, tại vì cô gái Việt kiều hay gì mới là tất cả mình muốn là chia sẻ với nhau, mình ở muốn Việt Nam là thì đôi khi là không chia sẻ mới là thương đấy. Nó khác như vậy. Nó khác. Yeah, thì Cathy thấy nó cũng cái khác, và không cái khác nó cũng có cái đẹp đấy. Cái đúng rồi, mỗi thứ nó có cái lợi. Bởi vì người đàn ông Việt Nam thì nếu trong mình của nó thì nó có cái sự cao thượng, có nghĩa rằng là những cái khó khăn để tôi giải quyết, chứ nói ra làm gì để cho vợ thêm buồn hoặc là cho bồ thêm buồn, họ không nói. Cái đấy cũng là một cái tốt chứ không phải sợ đâu. Nhưng mà đôi khi á, giống như là đôi khi ví dụ phải không, nếu mà anh căng thẳng rồi, mặc dù anh không có chia sẻ cái vấn đề căng thẳng của anh, nhưng mà nó sẽ thể hiện trong cái đôi khi trong cái bực bội hay gì nào đúng. Có thể là vợ mình hay là bạn gái mình không có hiểu tại sao chồng mình bực bội mình, rồi nghĩ là ủa lỗi của mình, đúng thì cái đôi khi cũng... nó không có giống như là cái sự chia sẻ. Đúng rồi, mình... khi mà người ta không chia sẻ đó thì cũng sẽ có những cái lúc mà nó dẫn đến cái sự uất, nó dẫn đến cái sự bực bội, mà cái bực bội này nó là cái hậu quả của cái sự không chia sẻ, nhưng người ta lại không nói ra được. Đúng.
cái đấy thì đúng. Thế còn về trong sinh hoạt thì sao? Rất có nhiều cái sinh hoạt ở Việt Nam này nó rất là đặc trưng. Có những cái điều mà bây giờ Cathy làm ngày xưa có thể có cái gì mà ngày xưa Cathy nghĩ ra không bao giờ làm mà bây giờ Cathy lại thấy làm một cách thoải mái không? Hồi trước Cathy đâu có nghĩ là Cathy sẽ lái xe ba gác đâu. Lái xe ba gác là sao? Là trong cái phim, ví dụ như là trong cái phim Bộ Ba Rắc Rối mới đây ấy, thì Cathy, nhân vật của Cathy phải tập lái xe ba gác. Đúng rồi. Yeah, so cũng hơi mới đầu Cathy đâu có, nếu mà nói là nếu mà có ai phỏng vấn Cathy 7 năm trước hay là 8 năm trước họ hỏi trong 6 năm nữa Cathy sẽ ở đâu, Cathy không nghĩ là Cathy sẽ nói là Cathy sẽ về Việt Nam để sống và sẽ lái xe ba gác. Sẽ lái xe ba gác ở ngoài đường, Cathy sẽ ăn sáng ở ngoài đường, Cathy sẽ thỉnh thoảng lái xe ôm, hay là Cathy sẽ thỉnh thoảng đi du lịch lên Á Châu, hoặc nói chung là có nhiều cái mà mình không có nghĩ trước đây mình sẽ làm, nhưng mà khi mà mình làm thì càng ngày mình càng thấy vui, thấy vui lắm, tại vì mình thấy mình được thưởng thức mọi thứ và cuộc sống nó như là nó mình cần sống để mình trải nghiệm nhiều cái mới để cho mình mở rộng cái suy nghĩ của mình và cái người mình nó thể phát triển nó, chứ nếu mà mình cứ y chang hoài nó chán lắm. Thế bây giờ có phải là Cathy có ngồi ra ngồi vỉa hè không, ăn một tô bún bò được không? Có chứ, chứ sao, tại sao không? Thiệt không? Có. Thế hả? Dạ, yeah, muốn cái đây ăn là, đây em đi. Cái ăn đây có lâu chưa hay là mới đây hay là lâu rồi? Nghĩa là giờ ăn quà ngoài đường ăn chứ, ăn món gì? Ồ, có nhiều món mà phải ăn ngoài đường. Thật á. Nhưng cái ngày xưa có giờ nghĩ vậy không? Không, ngày xưa, thật á là mới đầu khi mà Cathy về đây á, Cathy cũng hơi lo lắng. Tại vì Cathy nghĩ là, ô, cái bụng Cathy nó hơi yếu rồi, mình ăn rồi sợ có gì chảy nghiệp, giỏi như nó xảy ra rồi, nó nguy hiểm, ví dụ. Nhưng mà sau đó có thể là mình, sau đó Cathy nghĩ là, giống như là ví dụ như là ăn bánh cuốn ngoài đường, bánh cuốn hồi buổi sáng á, không cách nào mà mình vô một cái quán ăn mình kêu cái đó được. Tại sao? Tại vì khi mà mình ăn một cái món ăn á, nó ngon không chỉ về mình cái vị nó ngon, nhưng mà nó ngon về cái mùi thơm nè, về cái ánh mắt của mình thấy cái cô đang tự cuốn nè, cuốn nó rất là tươi, và mình ngồi ngoài lề đường mình ăn và mình thấy cái không khí xe cổ nó đang chạy, rồi ai cũng đếm như lưu bu đi làm nè, rồi mình nói chuyện với cô ta, ô cô khỏe không, hôm nay như thế nào, mình giao lưu, rồi cổ kể một câu chuyện riêng của cổ, rồi mình ăn nó có đầy ý nghĩa, chứ nó không có phải chỉ là ô người ta đưa cho mình ăn rồi mình giống như là mình có một cái khăn rồi máy lạnh rồi mọi thứ nó hoàn hảo như vậy, đôi khi nó mất cái tại đi khi mình ăn cái gì nó phải có cái quá trình, và đôi khi càng khó khăn cái giống như là càng mình trải qua nhiều á thì mình ăn mình mới thấy nó đã hơn nhiều. Cho là bây giờ là thú vị, là rất nhiều món muốn ăn ngoài đường và thấy nó thú vị hẳn hoi. Đúng rồi, giá nhiều món như là bánh, giống như là bánh cuốn nè, cuốn tươi nè, hoặc những cái đi ăn ốc nè. Ăn ốc thì phải ăn ngoài đường chứ sao mà ăn ở quán ăn năm sao được, trời ơi. Rồi là những cái món như là lẩu nè, lẩu cua hay là lẩu mắm nè, có rau và mọi người ăn cùng với nhau, rồi có lon bia, rồi thỉnh thoảng vô rồi chứ nó mới vui, nó có cái bụi, nhưng mà nó cái bụi cái thật của người Việt. Cái này là chỉ có về nước mới trải nghiệm được thôi. Đúng rồi. Và Cathy thấy là nhưng mà là đi, khi mà đi Hà Nội á, Hà Nội thì nhiều hơn nữa. Đúng rồi, Hà Nội nhiều. Hà Nội thì phải chắc chắn những cái món ngon là phải ăn ngoài đường. Thật á. Và có chè nữa nè, chè cũng vui. Nói chung là cũng nhiều món. Đấy là cái thú vị, đấy là một cái thú vị rất lạ mà chỉ về nước mới gặp được, đúng không? Thế còn cái, nhưng mà sao cái cách sinh hoạt, cái gọi là cái quan hệ con người thì sao, cái quan hệ trong cái công việc thì sao Cathy? Khi Cathy về đây á, thì sau đó một thời gian thì Cathy có hay làm MC cho một số chương trình, đúng có, không? Cathy thấy ở đấy Cathy thấy cái nghề có thú vị không, và Cathy có định làm tiếp không? Dạ thì ở Mỹ Cathy cũng làm, hồi đó mới đầu thì Cathy bắt đầu với
làm MC. Trước đó là Cathy cũng làm MC và cũng phỏng vấn nhiều người Việt, người Mỹ gốc Việt mà đã thành công ở Mỹ. Rồi trong đó thì Cathy mới học. Vậy chứ mình thấy tự hào hơn về cái văn hóa của mình và lúc đó Cathy muốn vào sâu hơn về về làm cho giống như là về cái điện ảnh của Việt Nam. Và khi mà Cathy về Việt Nam thì Cathy cũng rất là thích, Cathy thích nói chuyện với người, giống như là thích giao lưu và thích tìm hiểu những cái đam mê của mọi người, lý do tại sao vân vân. Nhưng mà khi mà Cathy về Việt Nam thì Cathy cũng gặp những cái vấn đề về ngôn ngữ, về tiếng Việt của Cathy đôi khi nó không có, đôi khi giống như là nếu mà Cathy nói tiếng Anh thì rất là tự tin, cái gì cũng nói được, giống như là Cathy không sợ gì hết á, giống như nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà về Việt Nam thì đôi khi mới đầu giống như là mình hơi nhát, tại vì mình muốn chia sẻ, mình muốn nói chuyện, giống như là nói chung hồi đó mấy năm trước em cũng gặp anh, tại vì anh cũng là một người trong nghề đạo diễn rất là nổi tiếng. Rồi mới đầu em cũng biết là ok, anh là một người rất là thông minh, rất là sâu sắc. Rồi em cũng hơi ngại, tại vì khi mà em giao tiếp với anh á thì em chỉ có nói là ô anh khỏe không, anh như thế nào, có gì mới gì này. Em không có thể là ngồi để trò chuyện tám với anh như là hôm nay. Hôm nay thì nó dễ hơn cho em. Thì mới đầu thì em cũng hơi ngại, em không có gần gũi được, tại vì em biết em không có thể tiếp tục cái giao lưu đó được, nên nó cũng hơi tiếc. Thì khi ngôn ngữ mình nó không có sâu bằng, nhưng mà Cathy nghĩ là càng ngày thì Cathy cứ cố gắng học thêm và tiến bộ, rồi ngày đó thì Cathy có thể trở lại và làm việc thêm về về việc MC. Cathy có nhớ cái cảm xúc của mình những ngày đầu về Việt Nam không? Và hồi đấy á, thì cái vui nhất là gì và cái sợ nhất là gì? Những ngày đầu, mới ngày đầu bước vô, mới bước về. Ngày đầu á là khi mà Cathy về Việt Nam á, Cathy chưa quen cái có thể nói là cái truyền thống, phải không? Cathy vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên á mà chuẩn bị ra cái phim Chuyện Tình Gia Xứ á, tự nhiên lên cái headline á là Cathy Uyên trở về Việt Nam tìm chồng. Cái lúc đó chỉ làm cái cách người ta quảng cáo thôi. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó Cathy đâu có biết đâu, Cathy nghĩ là trời ơi sợ quá, người ta sẽ hiểu lầm Cathy. Giống như là lúc đầu mình nó mình là chuyên nghiệp, mình là diễn viên, mình đã học ở Mỹ mấy năm rồi, mình về đây để làm nghề chứ đâu phải là mình về đây tìm chồng đâu. Nhưng mà bây giờ Cathy hiểu là người ta viết như vậy để cho làm gây sốc, để cho lo cho khán giả Việt Nam để tò mò, để đọc báo. Nhưng mà lúc đó Cathy nhạy cảm lắm, Cathy buồn lắm, nhưng mà trời ơi người ta hiểu lầm về mình rồi, rồi sao đây, sao mà mình có thể tiếp tục. Còn bây giờ muốn người ta viết thì người ta không chịu viết mà. Bây giờ nó ok cho thôi, cho nó sốc đi, nhưng mà nói chung là bây giờ Cathy hiểu rồi, Cathy giống như là thoải mái hơn và cười thôi, như là những cái nó lần đầu sợ lắm. Rồi lần đầu cũng như là mới đầu á, Cathy vẫn nhớ là những phóng viên mà Cathy nói chuyện với á, lúc Cathy buồn lắm, nghe nó trời anh ơi anh đừng viết như vậy. Em với là những phóng viên á, ta hơi tò mò, tại vì ta nghĩ là ta đang giúp mình, nhưng mà ta muốn viết một cái bài hay cho mình, nhưng mà tại sao mình buồn, vì mình buồn tại vì cái headline nó như vậy á. So phóng viên nào mà xem cái chương trình này phải hiểu là lúc đó Cathy chưa hiểu rõ về cái cách người ta quảng cáo thôi, mà cái cách người ta gây tò mò thôi. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó đâu có ai nói Cathy là Cathy chỉ là một cô gái như là trước đây á, là ở Mỹ đâu có bao giờ có headline trên báo chí. Bởi vì ở Việt Nam mà ví dụ như nói rằng là một cái cô hoa hậu đó đang tìm chồng thì người ta hoàn toàn có thể hiểu rằng chưa chắc cô đã tìm chồng. Đấy là cái mà lúc đó trời ơi em nhớ là đấy là cái mà gọi là sợ nhất. Thế còn cái vui nhất cái là sợ, gì? Cái sợ lắm. Cathy sợ là lúc đó Cathy chỉ sợ những cái headline thôi. Và cái vui nhất có thể nói là thì mới đầu đi đâu cũng được quý đúng không? Hồi đó là bây giờ cũng xinh đẹp, nhưng hồi đấy còn xinh đẹp ghê gớm. Không biết đâu, nhưng mà không biết đâu, chưa chắc gì mà Cathy nhớ là mới đầu thì cái Chuyện Tình Xa Xứ thì mới ra phim á, là Cathy nhớ là Cathy được cánh diều vàng á, Cathy được là cái giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất vai vai phụ trong phim Chuyện Tình Xa Xứ. Lúc đó Cathy cũng hơi
rất là bất ngờ. Nhưng mà cũng thấy wow, giống như là người Việt Nam mình cũng Kha thì cũng thấy một chút nào giống như là vui vì người ta cũng thích mình hay là thích mình đủ để cho giành được cái giải thưởng đó, đúng không? Và lúc đó nó cũng tạo cho Kha đi thêm cái tự tin là có thể là mặc dù mình mới về Việt Nam nhưng mà có thể là mình, nếu mà mình cố gắng vào cái tài năng của mình, người ta sẽ nhận ra và người ta sẽ giống như là thấy giống như là ta có mình ta thấy mình cũng cũng được, you know. Thì lúc đó nó tạo cho Kathy thêm tự tin mình có thể ở lại được. Chứ mới đầu Kathy nghĩ là Kathy là người mới, chưa chắc gì mà người ta đón nhận Kathy. Nói chung tóm lại là tiếp xúc với Kathy thì cảm thấy rõ ràng là một người con gái từ nước ngoài về Việt Nam về và rất vui, rất thành đạt và cảm thấy thích ứng rất nhanh và hạnh phúc với sự thích ứng đấy, có đúng không? Dạ đúng, Kathy thấy rất là vui. Tại vì hồi đó có thể nói là Kathy thấy là những cái khó khăn ở đây á, nó là những cái khác biệt của mình ở đây á, nó là một cái yếu tố. Nhưng mà bây giờ Kathy thấy là những cái khác biệt của mình nó là một cái thuận lợi và một cái mạnh, tại vì nó làm cho Kathy khác và mình phải lấy những cái khác biệt của mình để làm cho cái tính cách của mình nó cá tính và mình làm tốt mọi thế nha, mọi thứ. Rồi, cảm ơn Kathy rất nhiều về câu chuyện thú vị hôm nay. Cảm ơn anh Lê Hoàng và cảm ơn tất cả khán giả đang đón xem trò chuyện hôm nay đến 12 giờ đêm để thức khuya. Bây giờ chắc chúc khán giả một đêm ngủ ngon. Và cảm ơn khán giả đã đón xem chương trình Chuyện Đêm Muộn.